Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, trang 23, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Ở người, gen A lớn quy định mắt đen, trội hoàn toàn so với gen A nhỏ quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình trong các trường hợp nào sau đây để con sinh ra có người mắt đen và có người mắt xanh? A nhỏ, mẹ mắt đen, A lớn, kết hôn với bố mắt xanh, A nhỏ. B, mẹ mắt đen, A lớn A nhỏ, bố có mắt đen, A lớn A nhỏ. C, mẹ mắt xanh, A nhỏ và bố mắt đen, A lớn A nhỏ. D, mẹ mắt đen, A lớn A nhỏ với bố mắt đen, A lớn. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau đi vào phương pháp giải sau đây. Phương pháp giải, đầu tiên chúng ta sẽ phải quy ước gen. Bước thứ hai, biện luận tìm kiểu gen của bố mẹ. Bước thứ ba, viết sơ đồ lai để kiểm chứng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Dựa vào phương pháp giải, chúng ta tìm được đáp án chính xác là đáp án B và C, cụ thể như sau. Vì gen A lớn quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen A nhỏ quy định mắt xanh. Người con mắt đen sẽ có kiểu gen là A lớn hoặc A lớn A nhỏ. Chính vì vậy, con mắt đen chắc chắn nhận được một giao tử A lớn của bố hoặc của mẹ. Trường hợp con mắt xanh sẽ có kiểu gen là A nhỏ. Như vậy, mắt xanh sẽ nhận được một giao tử A nhỏ từ bố và một giao tử A nhỏ từ mẹ. Chính vì vậy, cả hai bên bố và mẹ đều giảm phân cho ra giao tử A nhỏ. Dựa vào kết quả phân tích kiểu gen của đời con, ta chọn các đáp án chính xác là đáp án B và C. Ta có sơ đồ lai kiểm chứng cho các phép lai trên. Đáp án B, mẹ mắt đen A lớn A nhỏ lai với bố mắt đen A lớn A nhỏ. Giảm phân cả hai bên bố mẹ đều cho ra các tỷ lệ giao tử đó là 1A lớn, 1A nhỏ. F1 sẽ thu được tỷ lệ kiểu hình là 3 mắt đen, 1 mắt xanh. Với đáp án C, mẹ mắt xanh A nhỏ lấy bố mắt đen A lớn A nhỏ. Giảm phân mẹ cho ra giao tử A nhỏ, bố cho ra giao tử là 1A lớn, 1A nhỏ. Kết quả đời con sẽ thu được tỷ lệ là 1 mắt xanh, 1 mắt đen. Như vậy hai đáp án đều thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Vậy cô cùng các em đã trả lời xong câu hỏi số 4, trang 23, sách giáo khoa sinh học 9.